Từ khi nào vì hoàn cảnh mà nhiều người Việt dễ dàng đánh đổi sự trung thực, sẵn sàng bất chấp tất cả để đạt được cái mình muốn? Xung quanh câu chuyện du học sinh Việt Nam bỏ trốn ở Hàn Quốc, nhiều ý kiến đã bày tỏ quan điểm không dung túng, nhân nhượng cho hành vi vi phạm pháp luật này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đọc thông tin, vừa xót xa, vừa buồn, vừa xấu hổ. Có chương trình nào hỗ trợ cho các bạn tốt hơn việc bỏ trốn không? Thực sự các bạn làm vì gia đình, vì cuộc sống nhưng lại ảnh hưởng tới những người đi sau. Sẽ khó để xây dựng chương trình liên kết nếu thông tin bỏ trốn, làm chui xuất hiện ngày càng nhiều bên hai chữ Việt Nam. Ai cũng có lựa chọn riêng của mình để kiếm kế sinh nhai. Khi đã đi thì hãy đi kiếm tiền một cách đàng hoàng. Không thể bao biện mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Từ khi nào vì hoàn cảnh mà người Việt dễ dàng đánh đổi sự trung thực của mình, sẵn sàng bất chấp tất cả để được cái mình và gia đình mình muốn. Rồi trong xã hội, một bộ phận không nhỏ cũng cảm thấy thương cảm cho việc trốn ở lại vì hoàn cảnh. Suy nghĩ độc hại này khiến nhiều người nghĩ rằng việc làm chui lủi có thể chấp nhận được nếu chúng ta có hoàn cảnh đặc biệt. Ấy thế mà khôi hài thay, cũng hàng bao nhiêu quốc gia có người di cư tha hương kiếm tiền, mà lúc nào người Việt trong số ấy lại luôn nằm trong danh sách đen. Danh sách của những người không trung thực, không đáng tin và luôn tìm cách lợi dụng luật pháp của nước sở tại. Trốn ở lại dù vì bất kỳ lý do gì đi nữa vẫn là hành động đáng lên án, gây ảnh hưởng không nhỏ tới cả cộng đồng người Việt ở nước ngoài nói chung. Khoan hãy nói đến quốc gia, hãy nhìn lại chính bản thân mình đi đã. Đừng làm hủy hoại hình ảnh người Việt thêm nữa. Ở nước ngoài, rời quê hương, dù làm bất kỳ những gì đi nữa, hãy sống cho ngay thẳng. Làm ơn, đừng ai nói kiểu mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Đừng phán xét người khác hay những gì đại loại như vậy. Hành vi vi phạm pháp luật do bản thân tự chọn, làm ảnh hưởng đến bao nhiêu người mà còn có thể bênh vực cho được. Tôi đây chính là nạn nhân. Thời đại học tôi đã từng không thể đi du học được. Tôi nhận học bổng, nhận visa, đóng cả vali hành lý rồi. Nhưng vì sinh viên cùng trường đi trước trốn ra ngoài làm bất hợp pháp, nên khóa sau là chúng tôi bị cắt học bổng. Trường đại học của chúng tôi cũng bị cắt luôn cả chương trình liên kết và sau đó cũng rất khó để liên kết với các trường khác. Muốn nhiều tiền, bất chấp tất cả thì đừng đổ lỗi cho bất kỳ điều gì. Họ chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ rằng việc mình làm khiến hình ảnh Việt Nam xấu tới nhường nào. Tiền quan trọng nhưng chấp nhận sống chui sống lủi như vậy thật sự vừa đáng thương vừa đáng trách. Người Hàn cũng có một phần trách nhiệm vì đã chứa chấp và sử dụng lao động trốn bất hợp pháp. Vì họ cũng lợi dụng yếu thế của người lao động để ép làm thêm giờ cũng như trả lương thấp hơn. Có cung, ắt mới có cầu thôi. Nếu họ không nhận và bao che, thì có trốn mấy chứ trốn nữa cũng tự khắc phải về thôi.